Chào các bạn! Các bạn đã từng biết công dụng của gừng, đặc biệt hơn nữa là sự kết hợp giữa gừng và mật ong, đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Vậy, khi kết hợp hai nguyên liệu này, hiệu quả nó mang lại là gì? Cùng tìm hiểu trong video này nhé! Gừng và mật ong là hai loại thực phẩm được nhiều người sử dụng bởi chúng đều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Các dưỡng chất trong gừng có khả năng chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra dễ dàng, đặc biệt rất hiệu quả khi chữa cảm lạnh. Cũng giống như gừng, mật ong được xem là món quà vô giá từ thiên nhiên bởi nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất có lợi. Sử dụng mật ong thường xuyên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề như kháng khuẩn, khử trùng, giảm đau, giảm sưng tấy và bổ sung hệ miễn dịch cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, hợp chất gingerol và sorghum trong gừng đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và chống ung thư. Bên cạnh đó, thành phần dưỡng chất và hàm lượng vitamin dồi dào trong mật ong cũng giúp tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và thúc đẩy sự vận động của tế bào. Vì những đặc tính này nên khi kết hợp với nhau, gừng và mật ong đều là những nguyên liệu tốt cho hệ tiêu hóa nên khi kết hợp với nhau, chúng giúp điều trị chứng khó tiêu, đầy bụng và đầy hơi. Bên cạnh đó, tính nóng trong gừng có thể kích thích việc bài tiết của các tế bào gan, nên có thể sử dụng nước gừng nóng pha mật ong sẽ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi gan, làm sạch và phòng ngừa các bệnh về gan một cách an toàn. Ngoài ra, hỗn hợp này còn làm tăng cảm giác thèm ăn, giúp bạn ăn ngon miệng và giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Thời điểm giao mùa là lúc mọi người dễ mắc bệnh như cảm lạnh, viêm xoang, đau họng, nhức đầu, đặc biệt là những người có sức đề kháng và hệ miễn dịch yếu. Với tính nóng và khả năng sát khuẩn cao, gừng, mật ong sẽ giúp cơ thể chống lại các virus gây bệnh, giúp làm ấm cơ thể, cải thiện hệ miễn dịch và cung cấp các dưỡng chất cũng như vitamin cho cơ thể. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, khoảng 70 chất, mật ong rất tốt trong việc chống lại căng thẳng và mệt mỏi. Bên cạnh đó, tinh dầu và cineol có trong gừng cũng giúp ổn định tinh thần và giảm nỗi lo lắng. Chính vì vậy, bạn có thể sử dụng gừng ngâm mật ong để điều trị chứng mất ngủ. Hỗn hợp này sẽ giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ, làm bạn ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Ngoài ra, gừng ngâm mật ong còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và an thần nên khi sử dụng hỗn hợp này hàng ngày, bạn sẽ cảm thấy thư thái, sảng khoái và không còn mệt mỏi. Ngoài những lợi ích về mặt sức khỏe, gừng ngâm mật ong còn có những công dụng làm đẹp không ngờ. Một trong số đó phải kể đến là hỗ trợ giảm cân và giúp lấy lại vóc dáng. Theo các chuyên gia y tế, trong gừng có chứa nhiều chất ức chế, giúp giảm tình trạng tích tụ mỡ và giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong mật ong cũng giúp cung cấp năng lượng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, sử dụng gừng ngâm mật ong thường xuyên sẽ giúp giảm béo, giảm mỡ bụng, giảm lượng cholesterol trong máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Trong gừng có chứa nhiều chất phenol, vì vậy nó có chức năng giảm bớt cơn đau dạ dày. Ngoài ra, các mẹ bầu ốm nghén cũng có thể sử dụng một ly trà gừng để có thể làm giảm buồn nôn. Người bị say tàu xe cũng có thể sử dụng một ly trà gừng này trước khi lên đường để làm giảm cảm giác buồn nôn. Như vậy, gừng và mật ong là thực phẩm có khá nhiều công dụng đối với sức khỏe của chúng ta, trong đó việc tiêu giảm mỡ, giúp giảm cân là mong muốn của rất nhiều người. Và mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng, bạn thử dùng một cốc nước gừng mật ong nóng nhé, sẽ thấy ngay tác dụng. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại bạn ở video sau.